là ông quýnh chết á. Sao mà bắt được về là mà ông quýnh thôi, mà phải nói là không ai tin được cô, mà cũng nói mà bây giờ cô gửi đây có trường có lớp có sự gánh no thì ở đây học tu nha. Còn nếu mà trốn nha, mà ra mà về mà mày ông quýnh là tôi nói thẳng với các chị là tôi không có xin được. Thì lời nói của tôi không phải muốn nói là nói, muốn thốt ra là thốt. Thì theo được biết là em Tài ngồi xếp bằng không được các bạn. Thì em Tài cái chân của em Tài á, nó ngồi nó sao đâu kiểu như giống không thể mà ngồi xếp bằng được phải không Tài? Rồi hôm nay nè, thì cậu hai á, gặp cái chân của em Tài giống như ngồi không có xếp bằng được. Thì để coi một chút xíu nó đi có cái sự màu nhiệm gì không. Thì mình theo dõi nha. Cái này là kêu sửa coi gối hay là làm sao cậu? Cái này mình làm vô vi hay là mình sửa đại khái vậy thôi? Dạ. Yeah. Thì bà không có đi tắm nước sôi đó mà không có chưa có im ha. Nhưng mà tại mình mới tắm lần hả? Dạ. Dạ. Như có gà tóc lên chưa? Có gà tóc không? Đấy đi hơn tháng thôi. Đẹp rồi nè, nhưng mà nó tóc có cứng, bây giờ nó có chất lưu nước, chất lưu quỳnh á, nó làm cho. Thì hôm bữa anh Chiêu đó các bạn có tắm, có gọi mấy cô nè, có giúp để cát lưu quỳnh ở trên ngoài do hồ nước sôi ngoài Đồng Nai đó, có để lên. Thì anh nói cảm giác tóc của anh là cứng hơn, giống trước thì tóc khá là yếu luôn á. Cái quần lên ráy nha. Nay tóc không đẹp rồi đó. Đẹp á, nó bị xèo, nó như là anh thấy tóc của anh là mềm nhưng mà nó rất là yếu luôn á anh Chiêu. Bữa nay tóc cứng lại đẹp rồi, nó dưỡng tóc lại đẹp rồi đó. Thì bà ấm cũng là giống như mình vui với các bạn, giống như đắp để vui thôi. Nhưng mà cái sự màu nhiệm đó thì sự bất ngờ, giống anh Chiêu là cảm nhận được thôi. Dạ, chứ theo mình thì mình nghĩ là anh Chiêu cái bà ấm giống như mình cái đầu mình chỉ giỡn vui chơi vậy thôi. Nhưng mà sự cái vui vui đó thì anh Chiêu đang cảm nhận được đó, là thấy tóc anh Chiêu khỏe hơn như bữa hôm. Tại vì anh Chiêu lại người cảm nhận, người được đắp cát lên. Như mình không có đắp thì mình không biết. Còn Tài đắp xong tóc mất tiêu chân rồi. Thì bữa hôm các bạn có coi clip mà ở suối nước sôi Đồng Nai đó. Thì em Tài đắp cát lên, bữa nay đắp tóc, cát thay tóc rồi, nó đổi tóc rồi lên, bỏ tóc cũ làm tóc mới rồi. Thì để mình theo dõi em Tài coi tóc em Tài có bữa mà tóc em Tài bị yếu như anh Chiêu vậy đó, nên em mới đắp tóc. Thì hôm nay nè, em Tài giống như xuống tóc rồi, để coi tóc nó có mọc ra thêm nữa không. Cái này cái thời trang rất là lạ luôn á các bạn. Em xuống nào Tài? Xuống tóc á? Mấy ngày? Hai ngày ha, gì bữa nay xanh dần ha. Bữa nay mùng 8 phải không, vậy là nó xuống bữa mùng 6. Nó lấy chị giữ lục. Dạ. Nay đây là mẹ Lục Mẫu. Dạ. Bà Thiên Hậu. Thấy không? Thiên Hậu Lục Mẫu. Dạ. Yeah. Nó giãn á con, nó giãn cái cơ á. Đầu nó mới hết, đầu nó thông máu được. Đâu con xếp bằng coi, coi nhẹ nhẹ. Không được. Ừ, kéo vậy đó, ừ, kéo vậy. Cái quần. Cái quần, không phải là tại cái vợ. Sao em bóc con, em mua quần thun con mặc đi. Thì ông móc đi mua quần thun á. Tủ quần ra ông kéo coi ông đỡ xếp coi. Không về nhà xếp được. Về nhà xếp được. Cần quần quá căng. Đúng rồi, quần đi nào không có giả. Cái quần chị là khung là nó giả. Đó, bà má ông mua cái quần rồi đó. Chỗ đầu quần vô cái này nè, nó nhỏ. Về cái bặn nó chặt á. Cái em tép hơi một bánh dụng. Đi dọc đường bị nè. Đi tép đứt luôn. Chuyện nổi cái hình bông ở đằng đó giống cái hình tay của con. Đâu rồi? Không là bóp cho nó thông máu. Nó mềm cơ thông máu khởi động cho mà
Dạ. Giống như hỗ trợ cái cơ đó để cho nó thông cái mạch máu hơn đúng không? Máu. Giống như cầu thủ ra chưa ra sân vậy đó mà. Dạ, nói chung là khởi động đi làm giãn cơ, giãn cho cái gân vậy đó. Đây tha bóp massage cho cầu thủ. Dạ. Để đụng vô đến nó nhói thôi. Nó ra ngoài kia. Nước ra ngoài đó từ ngoài đó. Tự nhiên cho nó quay cái mấy đứa nó thọc qua chả nó lật về trốn dọc chạy xuống núi rồi buông. Không còn đứa nào nó nhát nó còn đeo lại. Dạ. Vậy đó. Biết bao nhiêu cái tâm linh ở trên đó lớn nhỏ gì cũng có hết rồi. Như bà ấm con cũng bị đơn chân bên trái nè, mà bà ấm ra đó tắm hay xong nó thấy nó cũng còn đau đau nhưng mà nó đỡ hơn nhiều lắm luôn. Nhiều bữa phần bỏ được 5 á. Đúng rồi đúng rồi. Khoảng 7 phần á. 7 phần á. Ra lần nữa hết luôn. Chứ bà ấm con bình thường ngồi xếp bằng đó khoảng 10 phút. Khoảng 5-10 phút đó là nó bắt đầu tê đau rồi. Con chịu không nói. Cái cổ trắng tay chân mặt ngoài trắng rồi đó, thấy không? Con thấy nó trắng không? Dạ đúng rồi. Mịn da lên hơn á. Trắng hơn hả? Da nó mướt hơn. Dạ. Con thấy da cô không? Chưa. Nó hồng hả? Hồng. Nó đau quá. Nó đụng vô là chịu không được. Cái trường lại chút Hà coi với mấy người bển á, cô bên Úc tớ cho cô coi cho cô vui. Dạ. Bây giờ đi khí âm nó dựa vô giò. Nó trốn. Trốn vô giò. Nó trốn vô trong quần con, nó trốn lòng lòng rồi nó đi xuống núi. Rồi chừng ra lộ được cái nó thấy quả hồn cặp mấy ông kia mới quả hồn cái nó ở lại cái tốt thì nó giọt được rồi giọt được nó tới rồi nó ở chốt lên ngược lại à. Nó ở trong đó thôi nó nhức nổi khi ta về thăm nhà đó phải không con? Đúng rồi nó nhức nổi lắm. Giống như ta trên núi ta gặp xong ta muốn về thăm nhà rồi ta về chung rồi xong rồi họ thấy lu bu họ sợ quá rồi họ không dám ra họ trốn đó trên đó bị ăn hiếp nữa. Nói chung thì đa số là những người con biết theo con biết là những người ở Kiên Giang á không ai dám đi núi vậy sợ vậy đó. Nói như cái cô nãy đó. Dòng. Ừ, là yếu là trả lời bị quýnh rồi, tới nửa đường về đó. Không dám lên, mà ông quýnh chết á. Sao mà bắt được về là mà ông quýnh thôi bằng. Phải nói là không ai xin được cô, cũng nói mà. Bây giờ cô gửi đây có trường, có lớp, có sự ấm no thì ở đây học tu nha. Còn nếu mà trốn nha, mà ra mà về ha, mà mấy ông quýnh là tôi nói thẳng với các chị là tôi không có xin được. Vì lời nói của tôi không phải muốn nói là nói, muốn thốt ra là thốt. Ai cũng vậy hết, còn những người ta gửi là người ta chỉ bỏ là người ta gửi vậy ở tu vậy thôi chứ người ta không có nói câu gì nên người ta mới trốn được. Có một ngày nào đó người ta sẽ cũng như vượt ngục vậy đó. Trốn trường học. Coi như là vượt ngục đó. Dạ. Nói chung thì cái những cái du di đó các bạn thì mình nói chung mình không có hiểu đâu. Nhiều quýnh không phải nói là không có xin được. Dạ. Còn một ngôi của mấy ổng quýnh là con nằm 7 ngày chưa ngồi dậy nổi đó. Dạ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Kỳ cũng đi nhiều rồi nhưng mà thấy những cái trường hợp rất là đặc biệt luôn, những giống như bệnh bệnh giả bộ, bệnh nói chung là giả đò giả bộ đó, muốn xỉu xỉu muốn mẹ khỏe khỏe đó, mình gặp rất là nhiều luôn. Thì chứ bằng là phải bận cái quần cho nó mới được, rộng rộng á mới xịt bằng được. Quần thun riêng á, cũng riêng mà riêng thun á. Khỏe các bạn ơi, cái này lên cậu hai làm cái phải ghe luôn rồi, lò núi phải ghe luôn rồi. Thì nói chung cái tâm linh này á là Kỳ cũng không biết gì đâu, mình cũng như gặp những cái trường hợp lạ hoặc những cái chuyện nó ngộ đó thì mình cứ quay lại cho các cô bác quý anh chị xem thôi, chứ mình không khuyến cáo là thế này hay kia là không không hay thấy là thấy mệt mỏi nhức mỏi làm cho hết nhức mỏi vậy thôi. Dạ dạ dạ, chứ đây mình không có kêu quá. Dạ dạ. Dạ. Chỗ kia đặng thăm cô bác gần xa, yeah. Cầu nối cho cô bác những gia đình
cần những cái mạnh thường quân và những cái bàn tay ấm áp chia sẻ cuộc sống được hàng ngày như vậy thì cũng rất là mừng. Làm này thì thực đấy. Giống như là hết liền đau bóp vô đau mà khi ấy rồi chút xíu hết đau. Cậu, cái đó là giống như có bàn tay phục dược hay sao không? Chắc có lẽ vậy. Mình nghe nói là còn tay phục dược giống như cái tay bình thường thôi, khi mà bóp cho mình đó hay gì đó là tự động nó khỏe, nó hết đau vậy đó. Cái tay phục dược thì thiên thu dưỡng bệnh. Dạ. Đi. Cảm ơn, tạ ơn. Dạ. Còn linh bất linh thì tại ngã tại mình thôi chứ đừng đối thừa ai hết. Dạ. Mình đừng có cái tâm chứ mà hại người ta nữa, cái gì cũng nó cũng có cái thời gian để trả lời những cái như mình làm sai và những cái tâm mà mình muốn cho được cái tâm mình thì không bao giờ được đâu. Cái gì nó thật là nó thật, còn cái gì của mình là của mình, chứ đừng nên muốn được như ý mình ngày sau này hậu quả khó lường. Dạ. Không ai xin được mà không ai cứu mình đâu. Mà nó than cái giò nó mỏi thì biết rồi. Dạ. Xin chào. Mình chỉ dùng đó mình để bóp cho cái giò nó giãn cơ ra thôi. Dạ. Đau hết mỏi nó đi. Dạ. Cái chân con là khỏe lắm luôn rồi đó. Nhẹ rồi. Rồi chào cả nhà nha, mình xuống núi cả nhà. Thì mình sẽ đi xuống núi, rồi thì cái này cũng 3 giờ rưỡi rồi các bạn, cũng chiều rồi. Thì sớm cho mình đi vô đây thì từ nhà mình đi ra ngoài đây cũng gần thôi, không có xa, nhưng mà nếu mà không biết đường đi thì đi vô đây chắc không được đâu. Rồi hẹn quý khán giả giờ những video tiếp theo. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem nhiều video mới của Kỳ.